Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki ở mình. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Ria Gaming. Và ngày hôm nay thì bên Anna Free Fire sẽ mang trở lại chúng ta đó là M104 Chiến Tranh, một trong những bộ chế tác rất yêu thích trong Anna Free Fire. Tuy nhiên thì mang lại theo kiểu gì, tôi nhìn thấy quả từ 9 kim cương tôi lại nghĩ đến là vòng quay con lươn rồi. Ái ui, lại vòng quay con lươn chặt, lại quay ra huy hiệu, sau đó thì quy đổi huy hiệu chặt. Và cái kiểu vòng quay con lươn này thời gian đây bên Anna sử dụng khá nhiều, tại vì là cái vòng quay này thì theo kiểu là chúng ta sẽ phải cố định một lượng tiền để mà có thể ra được cái khẩu súng. Ví dụ như là 30 huy hiệu thì 3.000 kim cương, 25 huy hiệu là 2.500 kim cương. Ui, này thì ảo mà ảo mà. Cái này để nó chắc chắn anh em không bao giờ có thể mở ra khẩu này với giá siêu rẻ được. Ví dụ để nó tỷ lệ không thể một phát ra luôn được thì khó lắm, khó lắm. Đấy, chơi 9 kim cương thì chỉ có cái nịt thôi anh em ạ. Còn chơi quay này thì nó chỉ ra cái huy hiệu xe điện trông như hình con chuột nhỉ. Đấy, trông như con chuột nhỉ. Nói chung là mở thế mở nữa thì cũng phải 2.500. Đấy, mở phải 2.500 anh em. Vòng quay con lươn mà lại vòng quay lươn chúa. Đấy, vòng quay này bên Anna, tôi không biết là bên Anna đặt tên là gì, nhưng mà tôi đặt tên cái vòng quay này gọi là vòng quay lươn chúa. Đấy, cứ ra huy hiệu xe đụng là lại reset lucky. Ui dồi ôi, còn gì là người, còn gì là người, mà ra toàn mấy cái hộp súng lởm đó. À không, thật ra khẩu Vector điên tình thì cũng được. Đấy, nhưng mà hình như khẩu đấy ác này của tôi có rồi. Ui dồi ôi, không ra được súng free luôn. Đấy, nhưng mà mình vẫn phải test cho anh em. Đấy, à không phải súng free mà là súng với giá rẻ. Nhưng mà bởi vì mình là người review có tâm mà anh em. Đấy, thì mình vẫn phải test cho anh em cho nó cẩn thận. Đấy, test anh em cho nó chuẩn chỉnh. Tại vì tôi biết là cho dù là bây giờ thì anh em ít quan tâm đến Fire hơn rồi, nhưng mà thật ra thì vẫn có nhiều bạn muốn sở hữu những cái khẩu này, thì các bạn ngày nào cũng lên kênh tôi chờ để xem mà tôi test trước. Nhưng mà đấy, tôi test cho anh em rồi đấy. Đấy, vòng quay con lươn anh em ạ. Và nó mở không ra được đâu. Ui dồi ôi, ui dồi ôi, 22, 23 cái xe, 24 xe. Nào, nốt phát cuối cùng này. Nốt phát cuối cùng cuối đời nó vẫn không lên được hương này. Huy hiệu xe đụng 25 huy hiệu ra hết, đem đi đổi thôi. Đấy, đem đi đổi lấy 100. Nhưng mà thật ra thì hai khẩu màu trắng và khẩu màu xanh khá lởm nhá. Mà bên Anna Free Fire để cái giá 25 thì hơi cao, tôi nghĩ là chỉ nên để giá 15 hoặc là 15 thôi là hợp lý, tầm 1.500 kim cương tối đa. Đấy là hợp lý, chứ còn này hơi đắt anh em ạ, vừa hơi đắt cho đội bán cháy tắc. Đấy, ông súng Vector điên tình thì tôi cũng có đến hết rồi. Và Vector điên tình, ai mình có đủ hết rồi thì tầm này thì còn cái nước gì nữa. Ô, tiếng hú địa ngục này mình chưa có này này. Và ui, mình cũng không ra được bệnh viện luôn. Hôm nào tôi để tích tích nhiều vài trăm hộp súng, tôi đập một lượt cho anh em cảm thấy đẹp mắt nha anh em nhá. À, em nào mình để hộp súng nhiều và mình đập một phát cho nó gọi là ôi rồi ôi luôn. Ai à, ui rồi ôi, chắc chắn nhận được huy hiệu sau 10 lượt quay. Nói chung là bao giờ chắc chắn nhận được súng sau 10 lượt quay thì hãng chơi. Đấy, đổi đến khẩu chết chóc hay là khẩu nào, thôi đổi khẩu chết chóc đi. Khẩu xung đột này lởm lắm. Đấy, khẩu chết chóc này ít nhất là bắn nó còn ra gì, nó cộng tầm xa, nó vuốt tâm, vuốt tiểng, one shot, one xiểng các kiểu nó còn được. Mỗi tội giảm tí tốc độ thay đạn, nó hơi đầu đất tí thôi. Đấy, tốc độ tay đạn nhìn hơi lề mề, nhưng mà nếu mà anh em khả năng bắn sọt tốt thì cũng không sao. Ok con dê, vào trận thôi, vào trận thôi. Tầm này ngại gì va chạm nữa. Hôm nay tỷ số thì mình đang dẫn tỷ số là 1-0 rồi. Và tỷ số là 1-0 rồi. Đấy, mình tên team tôi có cái ông tên là cái gì nhỉ? Tài tài mic D. Đấy, lại có ông tên là ngu nờ nữa. Rồi ôi, là tên này nghe là thi đấu nó chưa được sáng rồi. Đấy, thi đấu nó chưa sáng suốt. Ấy à, ấy chà, móc lộp ạ. Móc lộp thì bạn dở rồi. Hai viên, bạn áp sát hào cu te. Hào cu te áp sát vào mình đang cầm shotgun này. Hào cu te lao vào như thế là hào cu te dở rồi. Ai, một tình huống lao lên nó rất là không cu te, đến vị trí của hào cu te. Và hào cu te đã bị hạ gục đến vị trí của Rikaki cu te. Nào để lên đây, tải mic đê. Đấy, kiểu gì chả thắng, dăm ba cái thằng này không thắng nữa thì thôi. Ok kìa, sao nó ông Lakaha vào nó bị nó Lakaha rồi. Lakaha vào bị nó quẳng chết rồi anh em ạ. Đây nó đứng trên đây chứ đâu. Úi dồi, úi dồi, đứng ngồi máu cho nhau. Ok kìa, sao lại không phải mạ cùng cho mình nhỉ? Lạ nhờ đấy, chả hiểu kiểu gì, vừa đẩy lên phát thằng chết luôn. Ai, ui dồi ôi, chờ tầm này nhá, tuyên bố anh em cầm shotgun cân 2, cân 3. Thì một số anh em hỏi là tại sao lại chơi đấu thường, là tại vì là ác này nó chưa đủ để đấu rank, thì phải
cày một thời gian anh em, ác này như level 6, level 7 rồi, ác này tôi ít chơi. Đấy, tại vì sao? Tại vì tôi chơi ác này là tại vì ác kia nó có súng rồi thì làm sao mà test được skin. Đấy, đẩy lên thôi, ngại gì va chạm nữa. Tầm này cái tầm chơi đấu thường thì nói tuyên bố với anh em nhá. Đối phương nó không có tuổi. Đấy, tiên riêng mà đấu thường nha thì đối phương nó không bao giờ có tuổi mình luôn. Đấy, xin cái tuổi luôn, tuổi này tuổi nọ, tuổi lọ, tuổi trai luôn. À, anh em thấy tôi ác này tôi chơi cả Skyler thì anh em biết rồi đấy. Ôi giời, múa à? À, định múa sang bên đấy ạ. À? Ok ạ, một cháo, one shot, headshot. Thật ra two shot, không phải one shot. Đấy, cũng phải cần thành viên thứ hai. Đấy, nhưng mà nó cầu ấy headshot là nhanh anh em nhá. Ui giời, một thằng làm sao? Ui tôi xong rồi. Ngu quá, lại phải đặt quả keo ra chứ nhỉ. Quên, mình có phải Clolo đâu. Đấy, mình là Skyler mà. Mình có phải là Clolo đâu anh em. Đấy, thắng bại tại Clolo. Úi dồi ôi, ông ngu đẩy qua nó bắn nó ngu ngỡ kìa. Úi dồi ôi, đùa, để nó cân 3, cân 4 kìa. Rồi còn mỗi ông Lakaha này thì trông hơi toang rồi. Vâng, còn Lakaha này thì oẳng thật rồi. Trông Lakaha, ôi, đặt bóng keo làm cái gì. Đấy, thật tim nó còn một thằng không dám đẩy ra. Trông ngáo lắm. À, hôm qua có bạn bảo là có một số là chú cứ chê người khác chơi, chẳng qua là người ta không có skin súng xịn như chú thôi. À, tôi đồng ý. Ui, thằng Hào Cụ Tè nó cân 4 ạ. Ok, không sao, bôi cao sẽ khỏi, làm lại từ đầu. Đấy, làm lại cuộc đời nha anh em nhá. Đấy, thì cứ cho tôi là có skin súng xịn đi, thắng bại tại skin súng mà. Đây là game sơn súng anh em không biết à? Đấy, sơn súng tăng sức mạnh. À, đỡ nó không anh em? Đấy, sơn thế này còn đòi hỏi gì nữa, được không anh em? Bây giờ người ta sơn, bạn không sơn thì bạn bất lợi thôi, biết làm sao giờ. Được đúng không anh em? Đấy, bây giờ tôi thấy là nhiều người cứ bảo đây là game sơn súng thì tôi thấy là cũng hợp lý. Ok, có một thằng nó nấp ở trong cái ống kìa. Ok, mình lao đấy mà nó không để ý luôn. Ôi dồi ôi, thanh niên canh cái gì? Rồi một thằng AFK nữa. Làm sao một thằng một thằng nữa. Ui múa kìa. Vector đôi này, Haze Mobile. Vâng, ông tên là Haze Mobile Ngọc Ánh. Cái thằng Hào Cú Te team nó AFK mới tươi như thế đấy. Cái thằng bắn hay nhất team nó đây AFK tươi thật sự. Hào Cú Te này, Tè Cú Hào này. Đấy, sao anh em thấy được, làm ngay hai mạng game là dễ. Thật ra nói thật với anh em, tầm này game chơi bời giải trí thôi. Mình không phải game thủ chuyên nghiệp đâu, mình không phải gọi là trình độ gì cao siêu đâu. Đấy, mình cũng thông dạng bắn nó ngáo mà. Bây giờ căn mà càng ngày tôi càng già, tôi càng có tuổi anh em ạ. Đấy, chú Ri cơ mà, không phải là anh Ri đâu. Đấy, bây giờ tôi năm nay 30 mấy tuổi rồi. Đấy, tay chân chậm hết rồi anh em ạ. Bây giờ tay bây giờ gọi là Silent Summer, chơi game là Silent Summer rồi. Đấy, bây giờ là mình chơi cái khác thôi, chứ còn chơi game là kém rồi. Đấy, chơi game là tay bây giờ nó đuối rồi. Tay, mắt bây giờ mắt chậm rồi, dạy tôi còn bị quả cận nữa. Đấy, bây giờ tôi nhìn nó không rõ anh em ạ, màn hình bé quá nhìn nó không rõ. Đấy, khổ lắm, thêm quả cận thị nữa, khổ thật sự luôn. Đấy, thế anh em thấy bây giờ mình chỉ review thôi, chứ còn gọi là thể hiện đẳng cấp các kiểu là không được. Đấy, nói thẳng là thế, không anh em lại chửi là cái thằng bắn ngu làm YouTuber. Đấy, mình chỉ review thôi nha anh em nhá. Ở kìa, đâu rồi, không thằng nào đây à? Có một thằng nó trốn đi đâu? Ở kìa, trông khả nghi thế nhỉ? Khả nghi, ui xô hôi, thấy Skyler chưa? Skyler à, anh em thấy sức mạnh của Skyler à, quả bắn ngay quả cầu trưởng hủy diệt băng thành vào trong tường nó à, thanh niên lộ ngay. Thanh niên ông bối đang định leo lên lên nóc nhà, định bắt con gà leo nóc nhà cũng trí đấy, phải nói thật là trí, không phải đơn giản đâu. À, lên thôi, còn trận cuối à, còn game cuối nào. Đấy, 4-2 đen thật đấy, đáng lẽ thắng 4-0 nó phải đẹp mắt không. Đấy, nhưng mà có một sự o cho nhất định đến vị trí Uriaki làm cái bộ hồi phục cho chắc. Tôi rất thích cái bộ hồi phục ấy nhá, bộ hồi phục ấy sao chưa đưa vào trong game. Đấy, sao không đưa vào trong đấu chạy bo, đưa vào trong chạy bo thì tôi phải nói với anh em mà nó hết nước chấm. Ơ, à, hồi xưa bên Nga nào định cho một cái bộ hồi phục tím vào trong chạy bo mà xong rồi cuối cùng sao họ bỏ đi. Đấy, có biết đợt họ định cho vào cho nó có cái tính năng hồi sinh ấy, xong rồi họ bỏ đi. Đấy, không biết sao. Đấy, nhưng mà thôi, dù sao thì cái chuyện mà tự đứng lên nó nghe hơi bốc phét. Đấy, ui rồi con bot, ok. Con bot này, thằng này quit game rồi. Vâng, chắc nản quit game rồi anh em ạ. Ôi rồi,
Toang ơi, Lakaha oẳng thế, Lakaha bị một thằng, làm sao hai thằng, ui trời ơi, easy, hai thằng Ngọc Ánh, khổ, Ngọc Ánh bắn mất người luôn, bắn Ngọc Ánh mất người luôn, được nó luôn anh em ạ. Về còn một thằng nữa, thằng AFK, thằng Hào Kute AFK thì thôi, đấy, lên, vào trong nhà nó thịt nó đốt, trước khi mà bo đốt chết. Ai này thì Ngọc Ánh ngun thì mình bay rồi đấy. Hào Kute khổ, thằng bắn hay nhất team kia. Ok, phần cuối video này chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua hai cái vòng quay may mắn vũ khí mà sẽ chuẩn bị ra mắt. Một trong hai vòng quay đầu tiên thì đó sẽ là khẩu AC80 ánh sáng, và khẩu này sẽ cộng cho chúng ta đó là hai tầm xa một băng đạn đấy, hai tầm xa một băng đạn và giảm đi một tốc độ di chuyển. Khẩu thứ hai của chúng ta là khẩu Thompson, thì khẩu Thompson này sẽ là một khẩu Thompson cực mạnh, khi mà khẩu Thompson này tăng chúng ta đó hai tốc độ bắn đấy, đỉnh của chóp luôn. Khẩu Thompson này chắc là khẩu Thompson thần chết hay là lễ hội hay là khẩu Thompson gì đấy, nhưng mà khẩu này thì nó sẽ tăng cho chúng ta đó là tăng chúng ta một tốc độ bắn và hai độ chính xác, xin lỗi các bạn, và một tốc độ bắn hai độ chính xác. Nói chung là tôi phải nói với anh em mà Thompson mà tăng hai độ chính xác này bắn nó phải gọi là hết nước chấm luôn. Thì không biết là bên server nước ngoài đã ra khẩu đấy chưa, nhưng mà nếu mà ra thì tôi sẽ test cho anh em nhá. Ok, và đó là một số thông tin mình mang đến cho anh em trong video này. Và nếu như đây là đầu tiên anh em đến với kênh của Rikaki Gaming, đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để được đẹp trai và được xinh gái nhá. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những cái video lần sau. Bye bye.